Bác tên là gì anh nhỉ? Hiển Miu. Hiển Như á? Hiển Miu. Hiển Miu à? Hiển Miu. Vâng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 âm lịch 2018 và đồ gỗ Tùng Tám xin rất hân hạnh được đón tiếp vợ chồng bác Hiển Miu và ở xã gì bác nhỉ? Xã Tân Kiên. Chí Kiên. À vâng, xã Chí Kiên. Và đã sang nhà đồ gỗ Tùng Tám rồi để đặt một bộ ghế và một chiếc sập. Và rất chân thành cảm ơn lòng thiện chí của hai vợ chồng bác Hiển Miu và đã có cái thiện chí để đến đặt đồ nhà đồ gỗ Tùng Tám rồi. Và xin chân thành cảm ơn vợ chồng bác Hiển Miu nhé. Và sẽ sau khi vợ chồng bác ra về thì em xin chúc sức khỏe gia đình bác và toàn thể các cháu và là mạnh khỏe, làm ăn có nè phát đạt để rồi kinh tế dồi dào, sẽ sắm nhiều hơn nữa. Và xin cảm ơn bác.